Hờ Hennie bao bố mẹ và buôn làng đi xem năm 78, phát đạn của kẻ điên. Mới đây, Hoa hậu Hoàn Vũ Hờ Hennie đã có dịp về thăm nhà tại Tây Nguyên. Người đẹp bao vé mời gia đình cùng người dân trong buôn đi xem bộ phim đầu tiên của cô là năm 78, phát đạn của kẻ điên. Hờ Hennie ăn mặc giản dị, đưa mọi người lên buôn Mê Thuột xem phim. Trời mưa rất to, tất cả ra ngóng và trông mãi mới bớt mưa để có thể xuất phát. Hờ Hennie kể lại, ba mẹ, gia đình và mọi người cũng háo hức, mong đợi như hen để ngắm cô nàng Bảo Vy trong năm 78, phát đạn của kẻ điên. Tham gia diễn xuất trong phim hành động, Hờ Hennie đã có quá trình luyện tập võ thuật dài nhưng vẫn không tránh khỏi những chấn thương và từng phải nhập viện. Hình ảnh một buổi tập ở thành phố Hồ Chí Minh đã khiến mẹ cô lo lắng. Cô từng chia sẻ, tiếng đánh trong video rất thật, mặt sư phụ cũng rất dữ. Vừa thấy video, mẹ tôi gọi ngay cho tôi, hỏi tôi làm gì mà bị đánh. Mẹ tôi tưởng tôi bị đánh thật, khi biết tôi đóng phim, mẹ thương con gái phải chịu đau, khuyên tôi bỏ dự án. Khi nhìn thấy thành quả của con gái trên màn ảnh, bố mẹ Hờ Hennie đã rất xúc động. Cuối buổi xem phim, Hờ Hennie nhận được rất nhiều lời chúc mừng, khen ngợi và bất ngờ được tổ chức sinh nhật, dù sinh nhật của Hoa hậu đã diễn ra một tuần trước đó. Bộ phim năm 78, phát đạn của kẻ điên xoay quanh một người lái xe container và con gái nhỏ sống cùng nhau trên các cung đường. Một ngày nọ, cô bé bị xâm hại dẫn đến trầm cảm, sợ hãi, quá đau lòng, người cha bắt đầu truy tìm kẻ thù ác để trừng trị. Hành trình này khiến anh phải đối đầu cả một băng nhóm giang hồ do ông trùm cầm đầu. Vai diễn của Hờ Hennie tên Bảo Vy, cô gái có hành tung bí ẩn, xuất hiện giúp đỡ nam chính ở hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nhân vật là một người gan lì, giỏi võ, biết lái xe container và chạy xe phân khối lớn. Trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Hờ Hennie được trao một vai diễn theo kiểu đàn nữ, ít nói và nhiều hành động. Bộ phim của đạo diễn Lương Đình Dũng dù gây nhiều tranh cãi nhưng vẫn nhận sự hưởng ứng tích cực từ khán giả, trở thành bộ phim Việt Nam có doanh thu cao nhất tuần 3, tháng 5 theo thông báo từ nhà phát hành. Cách kể chuyện phi tuyến tính, những phát ngôn của ông trùm, với người này là mới mẻ, thú vị, với người khác là khó hiểu, nhưng ít ai phủ nhận những pha hành động mãn nhãn, diễn xuất nhập tâm của dàn diễn viên và cảnh đẹp Việt Nam nên thơ được ghi lại công phu, sinh động trong phim.